lắm thì dùng cấu trúc này nó cảm giác thân thiện. Bạn bè, ví dụ như An với lại bạn Amy đó, là bạn bè thân thiết chẳng hạn, thì hai bạn có thể sử dụng được trong trường hợp này. Nhưng An với một bạn khác, ví dụ cho bạn trong lớp mình cũng là bằng tuổi, nhưng các bạn phải sử dụng lịch sự, tại vì bạn này chưa quen với mình thân thiết, mình phải lịch sự với bạn. Khi nào thân thiết lắm thì mình dùng cái này để tạo sự gần gũi, rồi mình chưa thân thiết mình sử dụng như câu này, người ta nhìn mình vào mình thân thiết thì người ta cảm thông và mình cảm thấy là thân thiết. Khi thấy bạn là bạn bè thân thiết, còn như giống như người chưa thân thiết mình sử dụng câu này là không hợp lý. Bạn sẽ cảm giác không thoải mái và giao tiếp với mình như thế, các bạn sẽ cảm giác không thoải mái và cảm nghĩ là không muốn nói chuyện tiếp, tại vì là nói là gì đây không lịch sự thì là gì đây, người ta sẽ không muốn giao tiếp tiếp nữa chẳng hạn. Thì ở đây có đuôi này là mình dùng cho trường hợp nào, cô giải thích cho các bạn ha. Hạn chế trong những lĩnh vực nào? Mình nghe người ta nói nhiều, vì sao? Vì mình là người nhỏ các bạn à. Thứ hai, trong gia đình đó, người ta nói là trong gia đình đấy, thứ nhất là người nhỏ hoặc là cứ người nào mà gần gũi với mình người ta mới nói cái trường hợp này. Ví dụ như trong trường hợp mẹ chồng hoặc là anh chồng, chị chồng gì đó nói với mình như thế này, hoặc là chồng nói với mình như thế này. Thứ nhất là mình nhỏ tuổi hơn họ, họ thấy dùng như ba bình thường, mình con cái trong nhà, họ dùng như thế để gì đấy, thân thiết, thể hiện thì thân thiết à, chứ mình thì không, họ lớn tuổi hơn mình, thứ nhất là họ lớn tuổi hơn mình à, thứ hai là trong trường hợp là gì đây, mình tỏ vẻ lịch sự hoặc là tôn kính họ, trang trọng họ thì là gì, ba ba này không thể à. Trường hợp ba ba này rất là hạn hẹp như những trong trường hợp nào nha, chứ không phải là thấy người ta nói mình nói theo như thế ha. Rồi bây giờ cô ví dụ như cô nói là như trường hợp hồi nãy, bây giờ ban man bình thường lịch sự cô nói là chi mạnh tà này đi, cô nói là đừng uống rượu chẳng hạn, uống rượu chẳng hạn, xua rơn mà si đà sai việc, cô nói là mà si chi mà đây vô mà si chi mà ni đa, lịch sự hơn là mà si chi mà xe. Thì ở đây cô muốn dùng ba năm chẳng hạn, cô muốn nói với chồng đi, tại vì thân thiết, vợ chồng cô sống nhà 7-8 năm thì cảm giác dùng ôi vô này thì cảm giác nó xa lạ. Khi vợ chồng thân thiết với nhau ấy thì cảm giác này nó rất là, khi mình dùng ai vô hoặc là kính ngữ cảm giác là rất là lạ và ngượng lắm. Khi các bạn nói lịch sự với vợ chồng với nhau ngượng lắm, cho nên là gì đây, là xem như là bạn bè vì đồng hành cùng nhau suốt một thời gian dài, chứ xem như là bạn bè thì trong trường hợp đấy, cô trong trường hợp văn nói của cô cũng thế, toàn với chồng là toàn là dạng man man này không à, là vì là gì, là dạng thân thiết đấy à. Thì ở đây cô nói là sư rưng mà si chi mà là hình thức bay man mà, thì cái việc bỏ tà đi mà si tà cộng với bỏ tà đi với chi mà chi mạnh chi mà ra chi mà ra à. Mà si chi mà ra hoặc là động từ đi với chi mà si chi mà, hai hình thức đó các bạn tìm hiểu là vì sao có lúc người ta kêu là chi mã ra, vì sao có lúc người ta chi ma, vì sao có lúc chi mã ra vô, vì sao có lúc là chi ma seo, vì sao có lúc chi mã này ta, là vì từng đuôi câu chia về đuôi câu dạng đuôi câu ban nan thì nó thành thành hình thức này, chia về đuôi câu lịch sự thân thiện ao vô sẽ thành hình thức này, chia về bê sinh ta tôn kính trân trọng sẽ thành hình thức này, chia về gì đây à, chia về đuôi ư seo kính ngữ sẽ thành hình thức này, mà từ cấu trúc chi mạnh tà này mà ra. Cho nên khi học cô đều cho các bạn cấu trúc gốc và từ gốc, khi các bạn chia vào đuôi này thì sẽ thành, chia vào đuôi nào thì nó sẽ thành cái đó. Đó chứ không phải là lúc nào cũng chi mạnh radio hoặc là chi mạnh SEO đâu nha, chia từ về SEO thì mới thành là chi mạnh SEO, còn chia về IO thì mới thành là chi mạnh radio, còn chia về những cái khác thì thành cái khác nữa đó. Mình phải học là gì đây, gốc động từ động hoặc là động từ gốc và gốc ngữ pháp, để từ đó mình bỏ tà đi rồi mình chia đó, đó là bằng năng. Hay vì là chi mà à su rưng một chi mà rayo một chi mà nita một chi mà seo, thì bây giờ hình thức thân thiết ba mang su rưng mà si chi mà là hay là gì mà si chi mà à.
Rồi bây giờ đi Useo, ví dụ như cô kêu người ca là người ta là hãy làm nhanh lên, Cô viết lên đây cho dễ thấy à. vậy đây các bạn bôi cái này ha, đây các bạn chép gọi của bôi nha. Ơi đi với Hải. Belly in thay vì ha seo heo vân vân và vân vân thì cô có hình thức ban man là belly nè. Hê thôi, đi với a ơ thôi mà. A ơ kết thúc bằng ha tạ thì chỉ với đi với hê thôi. Và hình thức thứ hai belly hay là hình thức thứ hai là nó đi với a ơ ra đó, a ơ ra thì kết thúc bằng ha tà, nếu mà đi với a ơ thì nó kết thúc bằng ha tà, mình đi với he ra. Trong trường hợp này nè, nếu như mà trường hợp đó giống như chia a vô đấy, thay vì bỏ vô đi thì nó dạng này đó. Kết thúc bằng a ô thì mình thêm là gì đây, a hoặc là ơ, a ô thì mình thêm a, kết thúc bằng ơ u y phát ngang còn lại thì mình thêm ơ, và kết thúc bằng ha tà thì mình thêm he ba mang, hoặc là hình thức này là he ra. Thay vì cô nói là kêu người ta ăn nhiều vào mà ni mọt cư xeo chẳng hạn, bây giờ hình thức ba ma chỉ việc bỏ tà đi rồi đi với a ơ, kết thúc bằng ơ cô thêm là ơ mà ni mọt cô. Và hình thức thứ hai là đi a ra, a ra thì cô có mà ni mọt cơ ra. Hai cái hình thức này bỏ tà đi và đi với a ơ thì ở đây kết thúc bằng ơ cô thêm ơ. Ở đây kết thúc cũng kết thúc bằng ơ nè, muốn dạng ơ ra thì gì đây, kết thúc bằng ơ cô thêm ơ ra. Rồi tiếp theo cô nói ngày mai đừng đến trễ nhé. Nein. À, cái này viết xong cô bôi. Nein. Đừng đi đến trễ nhé. Đến trễ là nước kê khá tầm. Khá này thay vì nước kê khá chi ma seo, khá chi ma ra yo, khá chi ma ne ta. Nước kê khá chi ma ra. Chỉ việc động từ chỉ việc bỏ tà đi và đi với chi mà ra, hoặc hình thức nữa là đứt kê khá chi mà, hai cái các bạn dùng cái nào cũng được. Hãy đến sớm nhé chẳng hạn, bây giờ là nứt kê không phải nứt kê, bây giờ cô thêm là in chít, in chít hãy đến sớm nhé, in chít ô tả ô này in chít ô xe vân vân là lịch sự hãy đến. Nhưng bây giờ cô nói là vậy ba mai kết thúc bằng ô cô thêm a thay vì in chít quay ô bình thường đó, lược bỏ ra là cũng dạng này là thành hình thức thêm một giọng nhấn mạnh này nữa, đó là hình thức ca là in chít quà, in chít quà hoặc là in chít quà ra. Kết thúc bằng O có thêm A và đi với ra. Nhiều như này nên hai câu này bằng với nhau. Thay vì nước kia khai chi mà đừng đến muộn thì y chít qua ra nó giống nhau. Bằng nghĩ nha.
Rồi bây giờ đến câu cuối cùng, đó là đu câu gũ ghê đề nghị. Thay vì mình có lề dố, cà dố, và mình có là những đuôi câu như là bê bị ướp xí tà. Đó, những đuôi câu đó đúng không? Ừ. Thì bây giờ có dạng ban man nữa. Đó. Bây giờ nha, tiếp theo ha, là đuôi gũ ghê đề nghị, hình thức cuối cùng. Gũ ghê đề nghị bạn, thay vì lè dố, cài dố hoặc là bê bị ướp xí tà đó, thì bây giờ có một dạng ban man nữa. Chang yu mun là dạng gũ ghê đề nghị hay dạng thỉnh dụ đấy. Chang yu mun là đuôi câu thỉnh dụ của số 3 ha. Hay gọi cách khác là đuôi câu gũ ghê đề nghị đấy. Mình có những đuôi câu thỉnh dụ mình học như thế nào? Đó là động từ đi với gì đây? Ưng rưng lẻo này. Ưng rưng cài ố này. Học ở lớp 1 hết này. Là ư này, biếp này, còn với sida này. Thì hình thức ban man mà dễ nhất là các bạn chỉ bỏ vô đi là thành ban man. À chà, chỗ này. Thập một cái lẻo thì bây giờ có thập một cái lé. Học một cái cài ố thì bây giờ học một cái cắt. Đó, hình thức dễ nhất. Chỉ việc bỏ vô đi. Đó, ở đây. Việc bỏ vô đi ra thành ban man. Ừ, thì ở đây ha, ghi rõ ràng xong mình đóng ngoặc mở ngoặc cái từ vô này là thành ban man ha. Đó, đối với hai cái từ này. Hai cái đuôi câu này. Còn đối với ư bị úp xí tà này, gũ người ta đó cùng làm gì đó luôn, không hỏi ý kiến nhé nhị nữa. Thì thay vì bê bị úp xí tà thì nó có dạng ban man nữa, đó là của thằng này nha. Cái thằng này hay thằng này đơn giản thì bỏ vô đi là thành gì đây? Ban man. Còn của thằng này sẽ có động từ đi với. À, nó có động từ phủ định và khẳng định ha. Bây giờ ở đây dạng là động từ khẳng định đứa đi, cung chơi. Nó giống như là cái mình là hồi nãy, cung chơi. Động từ khẳng định ha. Cung chơi, ghi cung chơi cho cô đó là khẳng định đấy. Khẳng định. Thì trường hợp là động từ đi với a, ơ, hoặc trường hợp nữa đó là chà. Cô có là phẩm một cái léo thì ban man phẩm một cái lé, phẩm một cái cá. Thay vì cô nói phẩm một cúp xí tạ thì bây giờ cô nói phẩm một cô đi với a ơ. Thì theo giọng điệu mình nha, hồi nãy a ơ là ra lệnh, nếu ra lệnh thì giọng điệu mình nhấn mạnh một tí phập một cô hoặc là phập một cô ra. Nếu như mình muốn phân biệt giữa giữa cái gũ ghê đề nghị và ra lệnh này này thì mình có hai hình thức đó, mình dùng a ra ra đi, a ơ ra cũng khẳng định đi, là gì đây, phập một cô ra à, đó là gì khẳng định ở dạng là à là mà đuôi mình lên. Còn bây giờ ở đuôi gũ ghê đề nghị cũng thế, thay vì gì đây, cô kêu các bạn ăn cơm, phẩm một cốc xí đà. Bây giờ cô nói phẩm một cô. Hoặc là hình thức nhấn mạnh đây là chà. Hai cái, phẩm một chà. Thay vì mình thêm a ơ thì nó là gì đây? À, nó giống cái kia quá rồi. Chẳng hạn nó có hai hình thức này thì theo giọng điệu mình nói nó có hình thức giống nhau. Nhưng để tách ra khác, cái kia mình dùng a ra, cái này mình dùng trà để cho cái nào gũ ghê đề nghị, cái nào ra lệnh ha. Pop một trà thay vì một cốc xí đà, ba ma nữa là một trà. Còn những cái thằng này bỏ vô đi là được. Shopping hà lê nên dọn hoa bù lê có ngon đây khải cá.
dọn hóa đơn bút chà. À, dọn hóa đơn bút chà. Thay vì dọn hóa đơn bút xí tà. Thì cô dọn hóa đơn bút chà. À, xem phim nhé. Cùng nhau xem phim thôi chẳng hạn. Dọn hóa đơn bút này ghi việc bỏ tà đi đi với chà. Các bạn đợi con tí cô thay cái bút này. Dọn hóa đơn bồ cha xúc chê đơn hạp xí ta. Thì bây giờ lại đây xúc chê đơn cả chi ha cha. Đây là dạng ngủ ghê đề nghị. Rồi đó, bây là dạng khẳng định. Bây giờ dạng ở đôi gũ ghê đề nghị này nó có dạng phủ định nữa. Nó giống như mình là phủ định là mình gũ người ta làm gì rồi và mình gũ người ta đừng làm gì đó. Ví dụ như cô nói là ăn gì đây, à, cô gũ các bạn ăn cơm. Các bạn này là gì đây? Bây giờ các bạn gũ cô đừng ăn cơm nữa, ăn cái khác đi. Gũ ghê đề nghị nó khác là ra lệnh nó khác nha. Nếu như các bạn kêu đừng ăn cơm, ra lệnh là hãy đừng ăn cơm, là các bạn ra lệnh như người ta. Nhưng mà dạng gũ ghê nó khác, các bạn phải dùng chính xác để xem người gũ ghê hay là ra lệnh cho người ta nhé. Cho nên là trong những trường hợp này vì sao tách ra thành đuôi thỉnh dụ và đuôi đuôi ra lệnh. Bây giờ nè, gũ người ta ăn cơm, nhưng bây giờ không muốn ăn cơm nên gũ người ta ăn chicken đi. Hoặc là gì đây, đúng rồi, gũ người ta ăn cơm mà bây giờ đừng gũ người ta nè, đừng ăn cơm, nó ăn cái khác đi. Chẳng hạn, đó. Có một dạng khẳng định và dạng phủ định là đừng là gì đó. Mà của dạng gũ ghê chứ không phải là ra lệnh. Thì nó có là rồi cô bôi này ha, nó có động từ là vui chơi phủ định, phủ định thì nó đi với chi mạnh chà, động từ phủ định đi với cái việc bỏ tài đi và đi với chi mạnh chà. Ví dụ hồi nãy cô nói là gũ ăn cơm, nhưng mà bây giờ cô nói thôi mình cô gũ người khác đừng ăn cơm nữa, là gũ ghê người ta làm gì nữa, à mình ăn là bánh đi chẳng hạn. À phá bư mọc chi mãi chà, à chicken mọc chà hoặc là băng mọc chà. Gũ đừng làm gì nữa. Phải bước một xí mà chà. Phập. À dầm nhá. À băng. Ở đây cô. Băng mà cô ghi là nhà là phập nữa. Băng hương mật chà. Hồi nãy cô gũ người ta là xúc chê cả chi ha chà. Nhưng bây giờ cô nói là à, gũ người ta đừng làm bài tập nữa. Bây giờ làm biến là bài tập này. Gũ bạn đừng làm bài tập nữa. Giờ mình xem phim đi. Hoặc là bây giờ mình đi chơi đi. Đã chán là đi chơi thì vâng, hoặc là mình nghe nhạc đi à, xúc chê hát cho lại sao đủ làm cái khác. Chỉ việc bỏ tài đang từ chỉ việc bỏ tài đi và đi với chi mạng già, xúc chê hát tả bỏ tài đi xúc chê hát cho bạn già tại vì đây ông mặc cưng tức chà hoặc là gì đây à, đi làm gì à, không làm bài tập thì nụ lơ đi, nụ lơ khát. Đừng làm bài tập nữa, mình đi chơi. Nụ lơ khát ra. Là ví dụ như là phi con hề sơ hoặc là gì đây.
Chuche Hanekika Odowasa. Vì làm bài tập gì đây? Khó quá, bây giờ mình đừng làm bài tập nữa đi. Mình đi chơi đi. Hoặc là gì đây? Fikon Hesa hoặc là Odowasa. Chuche Odowasa. Cho nên là Chuche Hachimaja. Nếu được hay sao? Đi chơi cho thoải mái. À, đó là dạng văn man, người ta chia thành một dạng khác ha. Dạng đuôi nói, đuôi văn man này nó có từng đuôi câu. Đuôi câu hỏi hồi nãy thay vì người ta bỏ đuôi ajat soyo đấy, quá khứ hoặc là ayo hoặc là urun koyo đấy. Trong câu hỏi phần một có soyo. Hakkyu kan koyo. Hakkyu khae khayo, vân vân. Trong những trường hợp đó thì bây giờ câu hỏi các bạn chỉ việc bỏ vô đi thành là phần một có số hakkyu khae quay á. Và là gì đây? Hakkyu khả. Trong trường hợp câu hỏi chỉ việc bỏ vô đi là nó thành ban ban cách dễ dàng nhất. Và trường hợp câu hỏi nó còn ní nữa, thay vì vô thì trường hợp người ta sẽ sử dụng ní nữa. Phập một có ní, phập một ní, phập một cứ có ní đó, phập một cứ có ní dạng ban ban. Còn câu trường thuật những câu bình thường thì bây giờ như cô nói, các bạn chỉ việc bỏ vô đi là thành gì đây? Thành ban ban hết. Cái hiện những cái đơn giản đó thì tôi không ghi. Còn ở đây này, câu hỏi cô ghi này, thỉnh dụ có này, dạng mệnh lệnh đây, câu mệnh lệnh thỉnh dụ có này đó, mệnh lệnh thỉnh dụ nó sẽ đi như cái gì đây, nó sẽ biến đổi thành cái như dạng như thế này mà mình thường nghe nghe rất nhiều trong đời sống hàng ngày, nhưng không phải là người ta nói thế thôi mà nó có ngữ pháp, mình chia như thế mình mới nói đúng như thế. Cái nào cũng có ngữ pháp hết các bạn ạ. Tại vì họ là người Hàn cho nên họ họ sinh ra là họ đã biết nói tiếng Hàn rồi, giống như người Việt mình thôi. Giống như người Việt mình là sinh ra mình đã biết tiếng Việt rồi và nói tiếng Việt rất là giỏi, cái gì mình nói cũng được. Nhưng khi mà cho mình học lại tiếng Việt đấy, tiếng học tiếng Việt mình cũng là môn tiếng có tiếng Việt đấy các bạn, thì tiếng Việt mình đôi lúc là mình không biết là văn làm sao, cấu trúc làm sao, từ ngữ làm sao, trợ từ làm sao, đuôi câu làm sao, chủ ngữ làm sao, vị ngữ làm sao, nó cũng như thế thôi. Và đa số người Hàn cũng thế, ngữ pháp Hàn đôi lúc không phải người Hàn nào cũng biết đâu các bạn à. Nó cũng giống như môn tiếng Việt của mình thì Hàn Quốc nó cũng là Hàn Quốc của mình là bề thế nam là môn tiếng Việt đấy. Hay nói cách khác môn tiếng Việt đó là môn tiếng Hàn. Người Hàn đôi khi họ gì đây không biết cách chia ngữ pháp như thế này đâu, vì họ nói thôi, nói họ nói là gì đây, và trợ từ cũng thế, chắc là trợ từ ngữ pháp như thế nào đó. Đôi khi người học giỏi, mình học môn tiếng Việt đấy, học là người học từ lớp 1 đến lớp 12 học giỏi, biết hết giỏi môn tiếng Việt thì tiếng Hàn này họ nằm thuộc lòng. Nói cũng được mà ngữ pháp như chia thế nào, thêm như thế nào họ nằm thuộc lòng. Giống như mình học môn tiếng Việt vậy thôi, cứ tưởng như thế. Chứ không phải là người Hàn là họ nói là phải biết như thế này. Đôi lúc mà các bạn hỏi chồng, chồng bảo không biết là phải thông cảm cho người ta. Không phải là mà mày người Hàn mà là gì, chồng người Hàn mà chồng không biết nữa. Không phải. Tại vì ngữ pháp rất là khó, mình học trải qua thì mình mới biết thôi. Như bây giờ mình học tiếng Việt con mình hoặc là cháu mình gì đó, nó giỏi lên ngữ văn tiếng lớp 1, ngữ văn lớp 2, ngữ văn lớp 3, kêu mình dạy mình có biết đường đâu dạy. Nói thì nói được, nhưng mà bây giờ kêu dạy ngữ văn làm sao dạy được hả? Quên hết rồi. Cô ơi cô, Hỏi đi em. em hay nghe cái câu mà người ta hay nói, cái câu cơ tưởng là ý nghĩa gì vậy cơ? Ha cơ tư là cấu trúc cơ tưng nhô, mình chưa được học. Vì chính vì như thế một cách cơ Chính tứ, vì vậy. một cách cơ tứ chẳng hạn phải như thế à, anh ha cơ tứ tôi không làm như thế. Ha cơ tứ là cấu trúc cơ tưng nhô này này, người ta nói ba ma lược bỏ nhau thì còn cơ tưng thôi. Lên lớp 3 mình được học cái này. Đó, cho nên là những ngữ pháp, những cấu trúc, nếu các bạn muốn dạng ban man, cách dễ nhất là các bạn lượt vô đi là trở thành ban man hết. Và người ta nói cũng thế, người ta nói mình nói đều có vô, sao người ta nói không có vô? Tại vì người ta lượt bỏ vô, không phải là gì đây, không phải là người ta cách nghĩ khác, người ta nói khác, mà người ta nói cách ban man, người ta lượt bỏ vô đi, còn mình nói khác. Cho nên là mình tìm hiểu hết vì sao có những trường hợp này. Họ không nói là thường thường là gì đây, đừng ăn là đừng uống hay là ngủ ghê, thì sao họ không nói gì mà họ nói là như trường hợp này là sử dụng ban man, là cách ban man nó khác.
Rồi, bây giờ tiếp tục, hồi nãy giờ là động từ tính từ nha, bây giờ danh từ. Ok hết nè. Danh từ thay vì y dễ ố, e, y dễ ố thì ở bên anh này nó sẽ có trường hợp như thế nào? Yeo im ni tại im ni cái simi tại simi cái gì đó, đó là những cái dạng mà kính từ, cái tôn kính trang trọng cho đến kính ngữ mình học rồi, hết rồi ở lớp 1 từ đuôi câu. Nhưng bây giờ dạng mà ban man thì mình chưa tìm thấy, chưa tìm hiểu, thì ở đây danh từ hát sen nhiều hát sen im ni tại hát sen simi tại đó, vâng vâng. Thì ở đây ở dạng này thay vì những đuôi đó, nó danh từ nó sẽ đi với y các mà bạn cộng với già. Nếu như danh từ mà có bắt chim thì đi với y à? Không thì đi với già. Thay vì cô nói là gì, tất cả các danh từ nha, bây giờ cô nói học sinh đi, thay vì hát sen y thì cô có hát sen có bắt chim, hát sen y à. Ươi sai à? Ươi sai không có chim của thì vậy dạ. Rồi, tiếp tục như thế, nếu như câu hỏi hát sen như vậy đó, nếu muốn hỏi, cho chứ hỏi và lên giọng rồi thôi. Hát sen gì nhá? Ai nhớ, ui sai à? À? Không. Còn nếu như mà không có ai nhớ nữa, ai nhí à, cả câu ban ban luôn. Ví dụ, muốn hỏi hát sen gì nhá? Cho dấu hỏi rồi mà để hỏi thôi. Hát sen gì nhá? Ai nhí? Ui sai à? Cả ba màn hết. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn vài câu làm thử nha. Nhưng những câu này các bạn sử dụng ba màn hết cho cô. Không có một từ nào vô trong đây ha. Quá khứ muốn chia đuôi gì thì chia, quá khứ thì là gì, hiện tại tương lai gì cũng được. Đối với câu trường thuật như đối với câu hỏi, câu hỏi thì các bạn gì đây, khi các bạn bỏ vô đi cũng được, và trường hợp thứ hai là mình thêm ní như hồi nãy cô ghi cũng được. Câu mệnh lệnh rồi câu gũ ghê đề nghị tất tần tật, các bạn gì đây chuyển về dạng ban man hết cho bài hôm nay. Và sau khi bài hôm nay luyện luyện nói cũng vậy, luyện nói các bạn cũng không dùng IO nữa, ban man hết. Nghe nói đọc viết gì ba man hết. Cô cho bài viết về cũng vậy, các bạn dùng ba man hết cho cô. À, riêng bài hôm nay là bài ba man. Thế nên là không có ai yếu vô gì trong đây hết. Hoặc là bơi đi trại, bên đi cá gì hết. Rồi bây giờ cô cho vài câu làm ha. À, ba man của danh từ thì dùng ba man của danh từ, động từ tính từ thì dùng động từ, nhưng quá khứ hiện tại tương lai sẽ dùng như thế nào? Câu gì đây? Câu mệnh lệnh, câu thỉnh dụ, câu ngữ ghi đề nghị, câu trường thuật thì như thế nào? Bạn sẽ sử dụng bản anh hết cho cô nghe ABV nha. Không có vô ở đây hết ha. Cana đi. Thay vì nê thì mình dùng ai ô thì ani ba má mà bạn bè hết. Rồi tiếp tục, thay vì chờ thì là nà, cô cho hết ở đây rồi nha. Chờ là gì đây, lịch sử thân thiện, còn nà là ban man. Chê là của tôi,
chờ là tôi thôi nha, chờ là của tôi nha. Ví dụ như cái này là của tôi thì ban man là nè. Bạn chinh cô hay vì tăng sinh gì đó thì bạn là n, gọi là chinh cu gọi bạn hoặc tăng sinh gì đó n. Gọi bạn của anh này là n đấy. Rồi bây giờ câu A, B, A, B nha. Câu số nhất là câu thứ nhất. Minh Chê à? Chấm. Nguyên cha chấm bận à, bận à, sao không bắt máy, sao không, hoặc là không nhận điện thoại đấy, bận à, xong đó là sao không bắt máy. Không có máy hoặc là sao không nhận điện thoại đấy, sao không nhận điện thoại đấy, bạn cái máy trả lời. Không. Không. Không bận. Chấm. Lúc nãy tôi đi vệ sinh nên không thể bắt máy. Không thể ưng đu su gita ọp tà này cũng là ban man hết ha. Không. Lúc nãy tôi đi vệ sinh à, không, không bận nha. Nhầm. Thêm một câu nữa. Không, không bận. Lúc nãy tôi đi vệ sinh nên đã không thể bắt máy. Đi vệ sinh nên đã không thể bắt máy. Câu số 2. Bây giờ có thể gọi video thấy hình không? Bây giờ có thể gọi video thấy hình không? Bạn kia mới trả lời. Vì tôi đang ở công ty. Nên không thể gọi. Chấm. Chiều tôi về nhà. Gọi lại cho nhé. Cho em cái câu mà cái gì vì vì đó con, em chưa có viết kịp. Câu số 2 hả? Dạ. Vì tôi đang ở công ty
vì ở công ty đấy, cho nên là không thể bắt máy, không thể gọi cái video thấy hình đấy, gọi video đấy, nên không không thể gọi video, chấm, gọi video, chấm. Chiều về nhà tôi gọi cho nhé, tôi gọi lại cho nhé. Chiều về nhà tôi gọi lại cho nhé. Rồi, câu tiếp theo. Cuối tuần này bạn có thời gian không? Bạn kia mới trả lời. Mình có thời gian không? Thêm một câu nữa ha. Rồi hãy đến bạn kia. Bạn có thời gian không? Mình cùng nhau đi xem phim nhé. 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 Bạn kia mới trả lời. Tôi có thời gian, nhưng nhưng mình đừng đi xem phim, mình đừng đi xem phim. Mình đi đến công viên ngắm hoa đi. Có thời gian, nhưng mình đừng đi công viên. Ngủ ghê ha, ngủ bạn, bạn ngủ mình, nhưng mà mình ngủ lại là thôi đừng đi đó, mình đi ngắm, ngủ bạn là đi ngắm hoa ở công viên đi. Đi đến để ngắm hoa, đi công viên để ngắm hoa, cái nào còn bạn dùng cũng được nha. Đi đến công viên để ngắm hoa cũng được, mà đi đến công viên để ngắm hoa, hoặc là đi đến xong rồi về ngắm hoa, đi đến công viên rồi ngắm hoa, hoặc là đi đến công viên để ngắm hoa, cái nào cũng được ha. Hoặc là ngắm con ngắm hoa tại công viên gì cũng được đó. Trong trường hợp ba cái mình dùng ba cấu trúc, mình đi đến công viên để ngắm hoa đi. Bạn kia mới trả lời, tốt thôi.
Vậy thì cuối tuần gặp nhau nhé.